To quá đi. Nhẹ nó to quá. Công nhận đẹp thiệt. Mấy con mực nang đợt đó là nó to lắm. Ủa, nó bự. Ủa, nó to. Ủa, nó đã. Đây là thò điệp bay nha. Dạ, to quá trời đã luôn. Dạ, mến chào quý cô chú anh chị và các bạn mình đang theo dõi trên kênh của mình nha. Ngày hôm nay biển rất là đẹp luôn, trời đẹp nè, nước cạn nữa. Hôm nay em với Sang sẽ đi xuống biển ở gần nhà mua một ít hải sản về làm bữa cơm nha. Thì cũng lâu rồi chưa có gửi đến cả nhà mình một cái video về gia đình. Thì em cũng thấy là nhiều cô chú anh chị mình thích video mà đi xuống biển, xuống làng chài mua hải sản về nhà ăn cơm lắm. Thì hôm nay mời cả nhà và cô chú anh chị mình đi xuống biển cùng em và Sang nha, thăm bà con ngư dân mình đánh bắt trong buổi sáng ngày hôm nay. Đây là khu vực của làng chài Gành Rái thuộc xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, khu vực của em mình đang sinh sống. Làng chài này em cũng hay quay cho cô chú anh chị mình xem lắm. Phía xa xa đằng kia là Gành Son đó. Ở đây thì bà con mình chủ yếu là đi đánh bắt nhỏ lẻ, đi bằng thúng máy nè, mỗi thúng đi một người thôi. Ở đây là gần với khu du lịch chùa Cổ Thành luôn á. Đi vài cây số nữa là ra khu du lịch chùa Cổ Thành. Mùa này rêu lên nó nhìn rất là mê luôn á. Hồi nãy em với Sang ra đây tầm 5:30 thì thấy bà con mình đã gỡ lưới trước đó tầm 1-2 tiếng rồi. Thì có lưới cá của mấy cô mấy chú đã vào từ rất là sớm. Bây giờ vài thúng vào nữa, hình như là đánh ghẹ, đánh mực hay sao nè. Cô chú anh chị mình có đi du lịch ở khu du lịch chùa Cổ Thạch á, của xã Bình Thạnh á, cách đây vài cây số thôi, có thể ghé sang cái làng chài Gành Rái này để mua hải sản vào buổi sáng hay là đến đây để chụp hình nè. Đó, đây bãi đá quá là đẹp luôn, rêu nữa. Đang vào vài thúng nữa nè. Hôm nay nước êm á, bà con mình chạy thúng vào hay là bơi thúng ra cũng dễ. Chứ bình thường ở đây sóng gió dữ lắm.
bà con mình đi đánh lưới cũng gần bờ thôi, cũng không quá xa đâu. Gì ạ? Sang nhìn cái đây biết anh đang làm gì không? Không, cái này mồi của gì hả? Cái này là mồi đánh ốc hương anh. Ốc hương á? Đánh rập ốc hương á. Em thấy ở khu vực của làng chài Mũi Né là bà con mình làm mồi bằng ghẹ với tôm nhỏ nè. Thì nhỏ đó. Mình là mồi cá ha. Cá chích. Giờ là tháo mồi ra. Để lấy cái lưới lại. Cho mồi mới vào sang. Qua bên kia kìa. Đây, hải sản đã chưa? Ồ, tôm. Con tôm này ăn ngon lắm nha. Nó bự nè. Tôm xuống biển nè. Rồi, đắt giá lắm á. Con này mấy trăm? Một con nó mấy trăm ngàn á. Nè. Đặt bán tầm trăm mấy. Wow, con này trăm mấy đó hả? Trăm mấy. Sang mua vàng nha, Sang nha. Sao rồi Sang, mừng quá. Wow. Anh để em lại hai con này được không? Quá to lắm. Trời ơi, mực lá mực xanh. Con này chắc cũng 3-4 lạng ha. Cái nó còn nó đại luôn. Hai con này chắc ký rồi á. Hai con nó tưởng ký 1, ký 2 tầm đó. Này mặt nang này sao? Con này hả? Ừ. Ủa là cái con này với con này là khác hả? Đúng rồi, con này là con mực nang. À, còn con này là mực lá hả? Mực lá. À, con này là của mực nang đúng không? Mực nang. À. Mực lá thì có giá hơn, nó ngon, nó dễ ăn hơn. Còn mực nang này nhìn vậy chứ nặng ký lắm. Cá bè lão. Cá bò. Anh, cái này là mình đi rập hả anh? Là đi lưới anh? Cái đó đi lưới. Đi lưới nha. Đi lưới mình đi giặt luôn. Đi. Sang là bệnh rồi. Trời này dễ bệnh lắm. Đẹp quá. Đó, mồi này là mồi cá chích nè. Ốc hương bán chưa anh? Ốc hương còn. Để trong hay nè. Căn bán nha, căn bán chưa? Chưa bán, còn để dưới xuống. Này đánh được nhiều không anh? Có 5-6 kg gì. 5-6 kg nha. Mấy em này đi biển thấy ok không anh? Đầu năm xuất hành thuận lợi không? Cũng tạm ổn. Bữa 700-800 luôn. Làm hai nghề luôn ha, vừa đánh lưới vừa đánh rập luôn. Đánh rập này là mình ngâm một ngày là mình kéo ha anh? Có tiếng mấy kéo à. Ờ, cũng kéo nhanh ha. Lại, kéo không quánh lại, đánh mùi đến tháng luôn. Cỏ phương này nó nhạy mùi lắm, nó nghe mùi cá là nó... Mùi cá rồi. Bò vô à. Sang hôm nay đi ra đây thấy biển đẹp không? Đẹp nè. Cái gì mà có mấy cái bãi rêu này nữa. Rồi. Em tưởng đâu là mùa hè nó mới có không mà ai về mà mới Tết xong mà đã có rồi. Đẹp quá trời luôn. Coi đây. Wow. Ở đây mà còn rêu đẹp vậy, nếu mà mình ra khu du lịch Chùa Cổ Thạch chỗ ngay bãi rêu á là chỗ đó còn đẹp hơn nữa. Nước cạn này là mình bắt ốc hay là đào nghêu cũng được luôn á. Dạ, con chào cô chú. Hôm nay đánh có không cô chú? Có. Dạ. Đủ rồi á. Đó, mình dinh về hết rồi. Dạ, con thấy gỡ lưới sớm ha. Vậy là gái con mua gì không? Anh có mua. Dinh tay cá mình cái gì? Ý là cũng mới con mua. Con mới mua con mực với hai con tôm.
Dạ. Em mới sang mua tôm với mật lá về nấu lẩu ha. Hỏi mới có anh để lại à? Tôm nó lâu lâu mới có, tôm sú á. À. Dạ. Hôm nay có một con, chưa có một con không? Này là mình đi lưới ba màng hả chú ha? Đúng, chính xác. Dạ. Hôm nay đánh nhiều mực nang chú? Được 4 con. Dạ, 4 con mực nang. Mấy chú tranh thủ đem mấy cái vỏ cá lên để cho người nhà đem lên chợ bán nè, đem lên chợ Vuồng á, chợ Chí Công á. Quá là nặng luôn, thúng chưa có lưới mà còn nặng cả đây á. Dạ anh Vinh. Dạ không luôn. Wow, cũng mực nang này to dữ ta. Ừ, ký mấy, 2 ký không? Cái đuôi của nó mà cỡ đây. Làm sao nó về luôn em ạ. Quá là to luôn. Sang thấy một nàng con. Đái sợ. Con này là con đực á. Con này nè. Anh cho em mượn cầm lên được không anh? Ủa em. Em cầm lên nổi không? Sợ em cầm không nổi, nó to lên. Ôi nó bự. Trời ơi, nhìn khủng khiếp luôn á. Sao mà cầm lên được, chụp tấm hình đẹp á sao? Không cầm được luôn. Nó cái... Em bợ cái đuôi của nó đó, dùng hai tay mới được. Bạn Sang xuống đây nhìn biển với thấy hải sản là mê lắm. Nó cái tay của... Trơn đúng không? Ừ. Trời ơi. Em cầm cao cao lên được không Sang? Để cái mặt kia quay hướng. Không quay được. Không quay được. To quá đi. Nè nó to quá đi. Công nhận đẹp thiệt. Mấy con mực nang đực đó là nó to lắm. Ủa nó bự hết trời. Anh mực nang bữa nay có giá không anh? 170, dạ. Wow, quá đã, cảm ơn anh nhiều nha. Nhiều đó cũng được mấy ký á. Trời ơi, nó phải cỡ này nè. Hả? Ừ, to quá. Này, cá suốt đó chú ha. Dạ. Cá suốt này về nấu canh chua. Quá đã luôn. Vậy là mình ngâm lưới lại rồi hả chú? Lưới cuối ngâm lại rồi, còn lưới cá lưới xuống dùm vô. Dạ. Này đem về ăn hả chú ha? Bán rồi. Bán luôn hả chú ha? Đó, cũng có con tôm sú nè. Dạ, cảm ơn chú. Bà con ở quê em thân thiện dễ mến lắm. Cô chú anh chị mình ra đây chắc chắn là sẽ thích. Mà muốn mua hải sản là phải đi thật sớm. Tầm 6 giờ là đẹp nha. Chứ qua 7 giờ rồi là bà con mình đem hải sản lên chợ hết rồi. Mà cả nhà mình ghé qua chợ Vuồng, chợ Chí Công, chợ cũ Chí Công á, mua hải sản cũng ok nữa. Chợ nó là bán đủ loại luôn. Ở quê em thì không có gì đâu, chỉ có biển với hải sản thôi. Đậm á. Này con cá rồ, rồ biển. Con cá rồ là con cá rô. Cá này ăn béo ngon lắm á. Hôm nay cá này đánh gần bờ nó dễ có ha.
Thường mà cá mình đánh gần bờ nó ngon hơn cá cơi. Ừ. Quẩy quẩy. Có hai ba con gì? À con gì hả? Dạ. Bùa con gì mình bán hả? Sống luôn. Có hai lẹn đi. Con này nó cũng có ba cái ngạnh gai giống như con cá ngát này. Con này là nhỏ, có con nó gần cả ký, hai ba ký có luôn. Con này mới lẹn thôi. Ai chở đi vậy? Đây là cái dấu lưới này. Ai chở đi? Đi ổn định nè. Giờ đem lên chợ vuông bán hả cô? Chợ vuông. Dạ. Đem móc hương vô hả chị ha? À. Dạ. Sang qua xem móc hương nè sang. Trời ơi, móc hương cái thèm móc hương. Trời ơi, móc hương kìa. Đã chưa? Ủa tối hả? Ừ, móc hương tròn. Em mặc cho em đụng chứ nha. Quá to luôn á. Nhỏ nha. Vậy là nhỏ ha. Ừ, có bữa to bự gì nữa. Ôi. Ít xíu. Đã ít khi gặp bự gì. Vậy là em thấy cũng to rồi đó. Ừ. Này mấy trăm ngàn hả chị ha? Cái này mấy hôm là bán 900 mấy á. Dạ đúng. Cái này là Sadasako, một ký nó có 30 con đổ lại à. Sài Gòn bán 1 triệu mấy, 1 triệu 2, 1 triệu 3 luôn. Tự gì ở Sài Gòn là nó bán 1 triệu mấy, đúng rồi, 1 triệu rưỡi, 1 triệu 7 luôn. Dạ đúng rồi. Dạ thì ta nhập vô đó ta bán giá cao. Lên 1 triệu lên có bao nhiêu đâu. Nhập vô mấy chung nha. Dạ chắc đem vô Phan Rí hả chị? Mình lên chợ Bình Thạnh mình bán cho khách chùa. Dạ. À đúng cái rồi. Đây là ốc, đây là ốc biển này chứ không phải ốc nuôi. Dạ. Biển luôn, còn ốc kia là ốc nuôi á nha. Ốc nhỏ nhỏ mà nó có mấy cái lông xanh xanh á là ốc nuôi á. Còn ốc mà ốc hương thiên nhiên á là nó to nha. Ốc nó, mà nuôi thì nó không to được gì nó đâu. Nó đen nè. Với nó đen. Nó đen là nè. Còn nếu đen. Mà ốc trắng là ốc nuôi. Dạ. Ốc mà chuẩn ngay cái quặng này nó trắng bạch luôn là ốc nuôi. Còn này đen là ốc biển nè. Chẳng ra chứ. Thường đánh được nhiêu đây em chị hay là hôm nay may mắn chị? Ờ, hôm nay là sức hành đi được nhiêu đây, có nhiều khi cũng có lúc cũng ít cũng có, wow. Ký 2 ký cũng có. Vậy là em xui, thấy là đạt hả chị? Xui. Mà Tết giờ mới xuất hành bữa nay. À mới xuất hành luôn. Xuất hành luôn. Xuất hành gì rồi quá may mắn. Đúng rồi, mấy bữa kia gió thổi. Thôi hôm nay xuất hành để lại 2 con tôm với con mực về nấu lẩu. Đi lên luôn, đi lên khi nó có ký căng chết. Dạ dạ. Dạ dạ. Lên khi nó có ký. Em với Sang mua hải sản xong rồi, bây giờ sẽ lên chợ để mua một ít đồ về nấu lẩu nha. Đi chợ Vuông thăm bà con ở chợ Vuông luôn. Hôm nay em với Sang cũng may mắn mới mua được tôm sú biển nè, rồi mực lá. Cô chú anh chị mình có thể mua thêm vài loại như cá rồ hay là ghẹ rồi mình bỏ vô mình nấu lẩu cũng được. Nhưng mà em thấy tôm sú với mực lá nấu lẩu là đã rất là ngon rồi. Hôm nay là 13 âm lịch rồi cô chú anh chị. Giờ em tới khu vực của chợ Vuông rồi. Đây là làng chài Vuông nè. Bữa nay em thấy bà con ghi lớn đi giả đã xuất hành đi biển. Sáng nay đem hải sản vô nè. Tôm đã quá. Dạ cô chú cho con quay mấy con tôm nhé. Cái nào? Tôm bự này quay đây nè. Dạ. Quá đã nè. Xem nào chụp mà. Dạ. Ui đã chưa? Hả? Tôm bự. Tôm lột vỏ. Ram hay là nấu canh bầu. Giả thì tôm nhiều, tôm cũng nhẹ. Không biết lửa cái này luôn á. Tôm này ghẹ nè. Này ghẹ dĩ. Ghẹ dĩ với ghẹ nu. Dạ cô.
bên này ốc quá trời luôn, sò ốc. Cô cho con quay phim xíu nha cô. Cô có ốc vàng đó là ốc gì đó cô à? Dạ ốc có nha. Dạ. Này có ốc kèn nữa nè. Rộng quá. Dạ cô. Dạ dạ. Đây ốc tỏi đã. Dạ con mẻ ốc á. Dạ con một con cháu của cậu Ngâu á. Dạ dạ mẹ con mất lâu rồi dạ. Ở đây một chấm đã thì chừng giấy nè. Con này to. To hơn bàn tay em nữa. Phía trong kia bà con mình đang làm cá. Để em qua em hỏi cá ngựa. Có chú hỏi cá ngựa. Tôm nhiều thì có. Tôm không. Cô tôm này về làm khô hả cô? Dạ không. Cô cái tôm này mình về làm khô hay sao cô? Làm khô làm cái gì muốn sao muốn muốn sao muốn quá bé sao bé không quá. Dạ. Người ta mùa người ta phơi khô con làm nhiêu này. Dạ. Ha, tôm này. Trước khi phơi khô là phải luộc phải hấp trước. Bốn tâm giờ bốn tâm giờ. Thì cái màu nó mới đẹp. Ôi, bạch tuộc đã chứ. Đem về chạy nè. À. Dạ, cảm ơn anh. Mang. Dạ, cho anh em mực nang. Rồi giá thì nhiều hải sản lắm. Còn mì nơ luôn này, nhấp nháy luôn. Wow. Nhiêu đây hơn tạ chứ anh ha? Ở đây 1 tạ 1 mốt á. Tạ 1 dạ. Quay lại hơn mấy con nãy luôn á. Dạ, quay nghĩa nè. Dạ. Wow. Bà mê. Dạ, cảm ơn cô. Đã hả cô? Quay luôn hả? Dạ.
Đừng quen tao á, quen gì. Lên luôn. Cho con mượn. Này con mượn. Đây em hỏi các người để mua cho chú. Đến đang quen đây nè. Dạ, hôm nay không có gì ngoài tôm. Cô giùm ta hay là cô? Cô giùm. Tao mua ai, mua ai. Cô kiếm cô bán. Đây là cô cô gái nè. Bà con mình đang đem hải sản vô thêm nè. Nhà tao rất còn gánh hải sản lên. Một lần gánh gì được mấy ngàn thôi. Có nước vô nặng lắm. Nặng lắm, có nước. Đây là sò đi bay nha. Rồi, bỏ gánh này về. Rồi, thả ra, thả ra. Dạ, bỏ, bà Hiền bỏ bao ra lại, ra xuống cho nó. Vậy là hải sản hôm nay cũng được thôi, không có nhiều rồi. Dạ, giờ em mới sang mua một ít đồ về nấu lẩu nha. Em mới sang vào chợ Duồng rồi. Đang quậy mới dọn đồ ra nè. Mình nấu lẩu đây chắc có cà chua đúng không sao? Mua cà chua ủng hộ ngoại nha. Che cái tấm tăng lên cho mát. Dạ, có bán mật ong nữa hả ngoại ha. Dạ. Bán con mấy trái cà chua hả ngoại? Dạ. Dạ mới hàng ngoại. Ủa mật ong đó là mình mua lại hả ngoại hả? Ở nhà đi. Dạ là bác ở nhà đi hả ngoại? Dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi vẫn còn mình buôn bán ngoại hả? Bảy mấy rồi. Bảy mấy hả ngoại? Hình như cà chua với táo với mật ong này là nhà ngoại có là đem đi bán không? Bên kia hình như có dễ đinh lăng hả ngoại hả? Phải không? Đặt xăng. Cái này nấu nước không? Cái này lấy cái đi về chừng mà. À dạ. Cái này trứng này chừng mà chứ là thả. Bốn lạng giá. Rồi mình có nấu không? Mua vậy chừng cho nấu. Dạ. Nó cao bao nhiêu ạ? 10 ngàn. Đúng rồi. Ngoại ơi, con có món quà thay mặt cô Dung ở bên Mỹ á, để tặng ngoại nha. Dạ. Đi xe ngoại. Đợi ba lấy em, đợi cháu nữa. Dạ. Lấy em. Ngoại hơi sợ, không có gì đâu ngoại à. Lì xì á ngoại à. Lì xì năm mới đó. Lì xì năm mới. Ngoại lớn tuổi buôn bán, dạ, cũng cần, dạ. Cũng lấy cái khẩu trang cho, ta cho cháu mẹ ta thấy người vô. Dạ, dạ. Chúc ngoại nhiều sức khỏe ngoại nha. Dạ. Dạ, bà ngoại. Chị có thấy người đây. Mai mốt còn cái nữa. Dạ, có đi nha bà. Em mình ghé chợ cá chút luôn. Dạ.
Mấy hôm nay chợ cá, chợ hải sản ở quê em là bắt đầu có nhiều hải sản lại rồi. Đầu năm thì bà con mình cũng ít đi biển lắm, cho nên hải sản ít. Giờ thì bắt đầu đi biển nhiều lại rồi. Đây là cá xương xanh. Má này cá gì nhái trắng con? À, nhái trắng. Cá chập con. Dạ, dạ. Tôi tưởng đâu cá xương xanh chứ. Cá xương xanh. Dạ dạ. Cá xương xanh. Dạ dạ. Không, đây nhá chí. Thế nào? Lớn trăm nhỏ tám chục. Dạ, 80 đến 100 ngàn. Con đi nha bác nha. Dạ. Tôm đi, tôm đi. Tôm à. Quá trời cá luôn. Đây là lò bao nhiêu tiền ký á bác? 80. Đây ngày sáng nay có nhiều cô chú không? Này này đừng có bóc rồi đó. Hải sản dễ nhìn. Bên này cá giò hay gọi là cá kình. Hai ký mốt à. Mà cần chuẩn bị ký giữ ký giữ đây. Wow, cá chích quá trời nhiều luôn. Dạ cô. Dạ vậy con quay phim được không cô? Dạ. Cái gáy này trăm mấy không cô? Dạ. Quá. Dạ, cảm ơn cô. Dạ cô. Hy vọng là xíu cô bán nhanh. Dạ con chào cô nha. Giờ này tầm 7:30 thôi. Vẫn chưa có đông đâu. Chợ ở quê em tầm 8 đến 9 giờ mới đông. Mấy cô mới dọn cá ra thôi. Ở đây là em đi là em thấy em là chỉ có mấy sáu mấy rồi nhưng mà đi còn tâm lưng. Có mấy con cá bùng binh, cá này lâu lâu mới có. Con nó ăn luôn á ngoại. Ờ, ăn rồi. Cá bùng binh này thấy không? Yếu. Cá đục đen nó ngon quá. Con quay mấy con cá xíu thôi. Nãy mới gặp cô ở ngoài làng chài gành rái. Đó cô là đem hải sản hồi nãy bà con mình đi đánh lưới á, đem vào chợ vườn bán luôn. Cô anh chị mình nếu mà không có ghé được buổi sáng sớm mua hải sản thì có thể ghé chợ làng vườn quê em. Dạ mới gặp. Dạ nãy mới gặp vài lần chài á. Cái nước
là tự hào về hải sản ở quê em đó. Đưa 20 ngàn đi, quay dạ. Nói cười giỡn vui thôi. Chợ thì nhỏ thôi nhưng mà cái số lượng bán hải sản nhiều lắm. Ăn sáng chưa mà ăn đậu hũ bác? Chưa con. Chưa dạ. Bán số bác hả? Số 1 xin con. Sáng giờ bán nhiều không bác? Có mấy tờ. Tại cái chân bác yếu không bác? Bị có nó xin ra con. Bác chân yếu mà vẫn còn chịu đi bán vé số là cũng rất là quý, chịu khó. Rồi. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi con? 54 con. À dạ, con gọi con bác. Dạ. Là giờ ở một mình ha bác ha. Dạ bác ơi, con có món quà của cô Dung ở bên Mỹ á, gửi tặng bác nha. Dạ, chúc bác nhiều sức khỏe. Dạ, con chào bác nha. Đó, bây giờ em thấy là bà con mình bắt đầu đi chợ rất là đông rồi nè. Ở chợ hơi ồn á, cho nên cô chú anh chị và các bạn mình thông cảm. Phục vụ bà con mình ở trong khu vực á. Còn 2 ngày nữa là đến rằm tháng giêng rồi. Bà con mình bán trái cây với bông này. Đó, xoài, cam, chuối mua về đơm. Hôm nay gọi là món gì cô? Bông lá. Lá. Tóc là hết. 5.000 bình. Múc lại ấy. Dạ con đi nha cô. Có bán bưởi nữa. Con ly rau má đi. Nghe rót rồi xong quay rồi. Dạ. Rau má sữa. Rau má sữa. Dạ. Còn đây là da đam hả cô? Da đam. Không hả? Không hay gì mà cực kỳ chỉ vừa sợ má má. Không đâu chị ơi. Chị đừng nướng luôn. Bởi nó không nướng vậy. Chết đi. Bởi nó đâu quá mẹ. Này nhiêu ly cô? 5.000. 4 mét. Cảm ơn cô. Sang uống gì chưa Sang? Cũng rau má luôn hả? Ừ đúng rồi, sao xong rồi đó. Nãy giờ em mua được gì Sang hả? Chị mua đồ để rau muống, xả, ớt. Rau muống, xả, ớt. Cà chua. Với lại một ít rau sống. Với lại có một gói gia vị nấu lẩu. Rồi xong rồi đó, còn có thêm me nhưng mà ở nhà có rồi. Bạn
trọng là phải có hải sản ngon. À quên, quên nhất là hồi sáng nó có hai con tôm với lại một con mực rồi. Mực lá. Hồi nãy mực đó là mình mua 6 lạng, con đó 6 lạng. À, chị và anh lấy rẻ là chỉ có 201 thôi. Còn tôm sú hồi nãy á, nếu mà mình đi du lịch đó là mua giá ngang ngửa giá tôm hùm á, có khi là hơn giá tôm hùm luôn, 1 triệu mấy 1 ký á. Mà hồi nãy anh chị ưu ái hai con tôm đó có 209 nè. Hai con tôm 209 nè, tôm to. Dạ em mời cô chú anh chị luôn. Nắng mà. Giờ mình về nhà chế biến là sao? Em mình ăn chưa lắm giờ. Cô chú nhớ theo dõi đến hết video, ủng hộ cho em mình nha. Dạ cô chú anh chị, về làm bữa trưa cùng với gia đình của em nha. Dạ ba mẹ chào khán giả luôn. Chào khán giả. Chào khán giả. Hầm buổi sáng. Này là buổi trưa luôn á ba. 11 giờ. Đây sang với mẹ vợ của em mới chuẩn bị nè. Hấp dẫn quá. Đây mực lá nè, lá một cách nhỏ nha. À, con tôm sú quá trời ngon. Đó nãy em nói là may mắn lắm mới mua được hai con tôm sú thiên nhiên này á. Có thêm một ít cá viên nè. Em bỏ tôm vô ha. Bỏ tôm luôn. Ba mẹ lâu giờ ăn hai con tôm sú biển này chưa? Mua hai con cho ba mẹ. Này hiếm à ba ha. Dạ. Con mới lớn rồi con mới có đầu có lá. Lá. Thơm. Dần á. Rau muốn là mình lấy cọng ha. Có bạc hà nè. Với đậu bắp. Quế. Đậu bắp quế. Cũng có nhiều cô chú anh chị hỏi em là sao không có quay cùng ba mẹ. Ba mẹ của em á. Thì hôm nay em cũng chia sẻ luôn. Thì như hồi nãy cô kia có nói là mẹ của em Minh thì cũng mất lâu rồi, mất hồi nhỏ. Em có một đứa em gái nữa. Thì em của em cũng lập gia đình rồi. Còn ba em thì hiện tại thì em ở với nhà của ba mẹ vợ nè. Thì ăn cơm hay buổi trưa gì quay bữa cơm cùng gia đình á thì ăn cùng với ba mẹ của Sang. Cái nước này dễ nấu không sao? Dễ, dễ nấu mà. Nhưng dạ, như cái video cũ á dạ. Em chia sẻ á. Mình chỉ phi thơm. Thơm hành, tỏi. Xả. Xả. Tỏi, ớt. Xả. Cà với lại thơm. Rồi cho nước sôi với lại nước cốt men. Với lại trong một cái gói gia vị nấu lẩu vào. Rồi dạ. Nêm nếm gia vị thôi. Rồi cứ chua chua ngọt ngọt. Đợi xíu nữa mẹ ha. Đó. Đâu nó sâu lên nó chín ra, tôm đã màu chín rồi, đỏ đỏ là nó chín rồi. Dạ. Mà tôm thì mình nấu cho nó vừa thôi ba ha, đừng có chín quá, chín quá nó không ngon. Tôm mực cái gì vậy? Nó chín quá là nó dai là nó mất cái mùi nó không có ngọt. Dạ, có thêm bún nè. Đây. Bún hay là ăn mì gói gì cũng được. Mì gói thì em mua mì gấu đỏ sợi phở với mì mini kết. Đây gấu đỏ sợi phở, con này mini kết. Đó. Hai con tôm này là của ba mẹ luôn á. Đó, ba mẹ làm mỗi người con đi. Nóng luôn. Thôi nó đã. Đó. Là tầm số nè, tầm số biển nước mặn nè. Quá đã luôn á. Mỗi lần cái chén. Trời ơi. To hơn cái chén luôn á. Dạ, rồi. Con mời ba mẹ luôn. Dùng buổi trưa luôn. Mời sang. Nhớ coi bấm like dùm cho dễ tôi nha. Dạ.
trời ơi, em muốn chảy nước miếng luôn. Cái rau này, rau mực lá là ngon. Chắc ghê đó. Bữa ăn giòn giòn. Mực lá làm lẩu nó ngon hơn mẹ ha. Mắc hơn mực nang. Bữa nay mực nang cũng ngon nhưng mà ăn một loại thì nó hơi mỏi răng xíu. Ba mẹ làm miếng tôm xin thử sao. Đó, bà bắt cặp bò đó. Dạ mẹ. Cắn cái vỏ nó ra xíu. Đây tắt cái vỏ nó ra. Tôm này cả triệu một ký hả? Dạ. Dai dai. Ngọt. Ngọt. Mà nó lắm. Hôm nay miếng mực chết rồi. Đụng lúa luôn. Lá tươi là giòn lắm. Mình ăn ngon hơn con mực nang nhiều hơn. Bởi vì có giá. Mực nang nó dày quá. Mực nang nó buồn. Đủ đồ mềm mà nó không giòn. À, dùng lên. Tốt. Mấy hôm nay vẫn chưa đi lặn biển được ha ba ha? Chưa thấu quá. Dạ. Còn gió quá không đi được. Nó không ngon lắm, nó chạy tới nách đấy, bà trời nách đấy. Ba mày giờ em vui tính lắm. Không ngon, đặt cái nách. Thôi, Dưỡng à. Ba hay làm miếng tôm luôn đi ba. Làm cái nách luôn. Tôm là tôm ăn không? Mà đem một cái đau nó ngon quá, chạy nách đây. Dịp 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 dịp. Dịp 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 cái nách. Đó. Đây là tôm sú nè, bà con. Giòn quá. Mấy ăn bà con đây giờ tôm nó chạy qua nắp bên đây lại. Một bên là mực, một bên là tôm. Mực lá, bên đây là tôm sú. Mình ăn sú đến chứ cơm. Mẹ sặc luôn mẹ. Ngon mà sặc luôn. Ngon mà hết sặc luôn. Dạ con thấy ông ba vậy tự nhiên vậy mà vui á. Tự nhiên sao má. Dạ. Đây đã chưa. Đó có thằng Châu. Trong cái nồi nổ này là có me. Có me nè. Me đặc biệt là me của mẹ em hái luôn. Ông ba mẹ đi hái me à. Sống á, nó ngon lắm. Lấy mì sống nấu còn ngon lắm. Nó nè, nó mới sống á. Nó mì sống không à. Nó có mùi mì sống nó luôn. Mà này nấu là nghe thấy cái mùi khác liền. Thấy cái mùi mì sống nó ngon. Nó chua mà nó chua gắt. Chua dịu. Nó không phải như cái mì mà ta bán. Người ta bán nó vô nước á, ăn cái mùi mì nó không ngon. Dạ. Có một xíu thôi đó. Một xíu mà nó em lột vỏ rồi. Trời ơi. Thò lắm á Sang à. Wow. Cái này có chân chị nha. À. To lắm á. Đó vô luôn. Nó chắc hay sang ha. Ừ. Dưới chợ ngọt lắm. Cái tầm lại. Cái tôm sú này á. Nếu mà ai đó nhiều lần ăn tôm sú với tôm hùm á, cái này là em nói là đánh giá theo nhiều người đánh giá nha. Là em thấy bà con mình chọn cái con tôm sú này có khi là chuộng hơn là con tôm hùm luôn á. Em xin phép dùng tay. Lâu lâu em ở quê đó em làm một hai cái video ẩm thực. Rồi em bắt đầu đi xa xa để làm video gửi đến cô chú anh chị. Dạ em mời cả nhà mình luôn nha. Ngọt quá. Ngọt chắc.
thử coi. Quay quay xét xét đây mình sang nè. Em làm miếng mật lá đi. Em làm cái clip này á, bảo đảm là bà con mình ở miền biển á nhìn là mê luôn á, nói chi là cái cô chú ở như vùng núi hay là không không có biển á. Dạ em mời luôn. Nó giòn giòn mà nó vẫn có độ dai á, càng nhai nó càng ngọt, đúng là mật tươi ăn ngon. Thì đây là phần đầu này, cái tua này. Em mà rất là thích ăn chỗ này, cái phần đầu luôn á, nó giòn. Cũng nhiều cô chú anh chị mình tò mò về sang, thì lâu lâu cũng hỏi thăm em là sao lâu rồi chưa thấy cái sang xuất hiện. Sang ở đây cũng được hơn 2 tháng rồi sang ha. Ừ, đúng rồi, hơn 2 tháng. Hiện tại là sang về đây rồi phụ em bán hải sản á. Hải sản tươi sống và chủ yếu là bán đồ khô như mực khô đó cô chú anh chị. Thì em với Sang trong video ngày hôm nay cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả cô chú anh chị mình trong thời gian vừa qua. Mình đã yêu mến và ủng hộ em và Sang. Thì cũng nhiều cô chú anh chị đặt như là mực khô lắm. Đó, Sang có lời gì muốn gửi đến? À, nói chung là em bán một khô từ trước Tết rồi, chứ tới bây giờ là cũng được 3 tháng rồi. Nói chung là cũng cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em, để em có thêm thu nhập để mà duy trì cuộc sống với lại chăm sóc cho em bé. Có cơ hội được ở quê, được gặp ba mẹ, gần chồng, gần anh chị em. Nhưng là cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Dạ, em cũng cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều nha. Dạ em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn mình đã dành thời gian theo dõi đến hết video của em nha. Xem video em Minh nhớ tặng cho em một like cũng như là một lượt đăng ký kênh để mình sớm được đạt nút bạc nha, 100.000 người đăng ký. Dạ bây giờ em xin tạm dừng video này tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình trong video tiếp theo của em. Rồi ba mẹ bye bye. Dạ.